看我在越南的生活啊，这个大家庭热闹不热闹？现在呢，越南时间是早起7点钟，这几个都是我的越南妹妹，她们呢刚起床，准备化妆，化好妆了之后呢，就开始她们新的一天学习的旅程。有的呢学习舞蹈，有的学习中文歌曲，同时呢，有的人也在学习中文。哎，茉莉啊。等下跟我出去一下，OK 吗？出门，我有事情跟你说，好吗？想去哪个咖啡厅啊？手机。những con gà mà lần trước chúng ta mua nó đã chết gần hết rồi. 我们上次买的鸡几乎都死了。还剩几只啊？còn lại một số ít. 一点点。一点点了。什么原因呢？tại sao? Bây giờ đang là mùa mưa bão, gà không chịu được thời tiết này nên đã bệnh và chết gần hết. 现在是雨季，鸡受不了这种天气，大部分都病死了。可能说我们上次盖的那个小小的鸡舍，太过于简陋了。có lẽ chuồng gà nhỏ mà chúng tôi xây dựng lần trước quá cơ bản. 没关系。đừng bận tâm. 我感觉bạn đã thay đổi. 我感觉到你变了。没有啊，我还是老样子啊。tôi vẫn như cũ. Tôi thấy giữa chúng ta đã có khoảng cách. 我看到我们之间有一段距离。如果我挨着你很近，你会很不幸运的。tôi gần gũi với bạn, bạn không may mắn. 为什么？啊，咖啡，OK。喝。tôi đã cảm nhận được những chuyện xảy ra gần đây. tôi nghĩ tôi đã biết nhiều điều. 我感觉到了最近发生的事情，我想我已经知道很多事情了。不明白，你知道什么事情？sau khi chị cả đến đây, mọi thứ xoay chuyển rất nhiều. tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của bạn. 大姐之后到现在为止，一切似乎都发生了很大的变化，我能感觉到你明显的变化。你想多了没有？没有。有，但是是别人，本来没有意外。为什么当他来的时候，你又变成那样了？逗号。我没有变什么，你想多了。加油啊，你加油。可能我们两个人的相遇就是一个错误。有缘，没有那个缘分。có lẽ hai chúng tôi gặp nhau do nhầm lẫn, có định mệnh。nhưng không có số phận。本身在他没有出现之前，你也知道，我一直在向你示好，我也表明我的心声，你也知道我很喜欢你。trước khi anh ta không xuất hiện, bạn cũng biết rằng tôi đã tán tỉnh bạn và tôi đã làm cho trái tim tôi rõ ràng và bạn biết rằng tôi rất thích bạn。在他没有出现之前，我告诉你我在中国。以前的往事，我告诉你，我有一个儿子，我也知道你是很在意这件事情。当然，这不是你的错，你顾虑也是对的。Trước khi anh ấy xuất hiện, tôi đã nói với bạn về quá khứ của tôi ở Trung Quốc và tôi nói với bạn rằng tôi có một đứa con trai và tôi biết rằng bạn rất quan tâm đến điều này. 当他出现了之后，把事情更加的严重化。所以，我感觉我的出现真的是给你带来了很多生活上的负担，还有情绪上不好的一面。
所以我感觉我不应该那么自私的表明我对你的喜欢。Tôi hiểu hoàn cảnh của bạn, tuy nhiên tình cảm trong thời gian qua của tôi không phải là gì cả. Đương nhiên, tôi cũng hiểu, tôi cũng hiểu.通过生活上的细节，我也知道我没有跟你说过我所有一切之前，你给我的感觉，你还是比较欣赏我的，所以呢，我才会大胆的站在你面前跟你说我喜欢你。如今呢，所有的事情出现，你对我的感官也不是很好，我也清楚。Tất nhiên, tôi cũng biết, tôi cũng hiểu rằng qua những chi tiết của cuộc sống, tôi cũng biết rằng tôi chưa nói với bạn tất cả những cảm xúc bạn đã dành cho tôi trước đây, và bạn vẫn đánh giá cao tôi, vì vậy tôi sẽ mạnh dạn đứng trước mặt bạn và nói với bạn rằng tôi thích bạn bây giờ, tất cả những điều đến với cảm nhận của bạn về tôi. Nó không tốt lắm, tôi biết điều đó. Yes. 所以事已至此，以后我们只做普通的朋友。vì vậy nó ở đây và nó sẽ được. Chúng ta chỉ là những người bạn bình thường, được chứ? 如果今天我向你说的这个决定你不能接受，或者说你有你自己的想法，你可以说给我听，我会很尊重你的选择。当然，以后你面临着这样的一个生活环境，你肯定内心深处也是短时间内不会很舒服。Hôm nay tôi nói với bạn về quyết định này, bạn không thể lấy nó, hoặc bạn có thể cho tôi biết bạn nghĩ gì và tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của bạn. Tất nhiên, trong tương lai bạn sẽ phải đối mặt với một môi trường sống như vậy, bạn cũng phải ở sâu thẳm.Nó sẽ không được rất thoải mái trong một thời gian ngắn. Thật lòng mà nói, tôi không muốn làm bạn với bạn. Tình cảm thời gian này của chúng ta là sẽ như thế nào? Tôi cảm giác là tôi không còn quan trọng với bạn và tôi cảm giác bản thân bị bỏ rơi. Giáo sư nói, tôi không muốn làm bạn với bạn. Tình cảm của chúng ta sẽ như thế nào? Tôi nghĩ我对你来说不再重要了，我觉得自己被抛弃了。你从来也没有答应过做我的女朋友，对吗？我了解你的处境，然而我过去的感觉并不是。情感中的因果不重要，不是假。我过去的感情不是假的。Em chưa bao giờ hứa sẽ là bạn gái của anh, phải không? Đúng là chưa bao giờ hứa. Nhưng tôi thật sự bị rung động bởi bạn. Tôi có tình cảm với bạn. Và tôi đã từng nói với bạn tôi rất quan trọng về vấn đề tình cảm. Cho nên là tôi không thể làm bạn với bạn. Tôi 从来没有真正答应过我。被你感动了，我对你有感觉。我曾经告诉过你，我对感情很重要，所以我不能和你做朋友。你不能跟我做朋友，但是如今大妹的到来，你看到她的性格，你怎么去面对解决这个问题？所以我想，我今天这样的决定会对你们每个人都好。在这个问题上，我认为你是没有错的。生活中一个女孩子观察一个男人也需要很长的时间去了解，当然我们的错误节点
是来源于大妹没有出现之前，你知道我喜欢你，但是你没有正面的答应我做我的女朋友。Tôi không nghĩ bạn sai về vấn đề này. Phải mất một thời gian dài để một cô gái quan sát một người đàn ông trong cuộc sống. Tất nhiên, nút lỗi của chúng tôi đến từ trước khi chị lớn xuất hiện. Em biết anh thích em, nhưng em không hứa sẽ làm bạn gái anh. 虽然他的性格不好，但是我不能做一个忘恩负义的人。他真的是我来到越南不仅仅只是我一个前女友的身份，同时也是我的贵人。当我在越南吃不上饭的时候，他愿意跟我一起奋斗，才拥有我在越南的今天。Mặc dù anh ta có một tính cách xấu, nhưng tôi không thể vô ơn. Anh ấy thực sự đến Việt Nam vì tôi. Không chỉ là bạn gái cũ của tôi, mà còn là một quý tộc đối với tôi. Anh ấy sẵn sàng tham gia cùng tôi khi tôi không thể ăn ở Việt Nam. Đấu tranh. Chỉ khi đó tôi mới có ngày hôm nay ở Việt Nam.所以我们两个人没有确定关系，他来到我们这个生活当中，虽然他用一种欺骗我的语言说只需要一份工作，但是他看到我对你好，他心里不舒服，我也要顾及他的感受。所以说在这件事情上你也没有错，他也没有错，错的人就是我，错的就是我们在一个不应该相识的时间认识了你。Vì vậy, hai chúng tôi không có mối quan hệ nhất định. Anh ấy bước vào cuộc sống của chúng tôi, mặc dù anh ấy nói bằng một ngôn ngữ lừa dối tôi rằng anh ấy chỉ cần một công việc. Nhưng anh ấy không cảm thấy thoải mái khi thấy tôi đối xử tốt với bạn. Tôi cũng phải tính đến cảm xúc của anh ấy. Vì vậy, bạn không sai trong vấn đề này, và anh ấy không sai.Người sai là tôi sai, nghĩa là chúng tôi đã gặp bạn vào thời điểm chúng ta không nên gặp nhau. 对不起，我对你的这种伤害吧。Tôi xin lỗi vì điều này tôi đã làm với bạn. Thượng Hải. Tôi biết được cô ấy đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn từ rất lâu và xuất hiện vào lúc cuộc đời của bạn đang vào thời điểm khó khăn.我知道他很久以前就出现在你的生活中，在你生活困难的时候出现。Tôi cũng biết được bạn đang nghĩ cho cảm xúc của cô ấy, nhưng còn cảm xúc của tôi thì sao? 是的，我也知道你在考虑他的感受，但我的感受呢？如果你早一点答应我做我的女朋友，就不会出现这么多问题。Nếu em đã hứa với anh sẽ là bạn gái của anh sớm hơn, sẽ không có nhiều vấn đề. 所以呢，我的决定，我希望你不要记恨我，不希望因为我去追求你，大妹的到来，我们三个人感情的问题，给这个大家庭所有的成员带来不好的情绪。我希望咱们这个大家庭有更好的未来。所以我只能做出这样的决定，希望你能理解。Vì vậy, quyết định của tôi hy vọng bạn không giữ mối hận thù với tôi. Anh không muốn theo đuổi em vì anh. Sự xuất hiện của chị cả. Ba chúng tôi có vấn đề tình cảm đối với tất cả các thành viên của đại gia đình này. Mang đến những cảm xúc xấu, tôi hy vọng rằng đại gia đình của chúng tôi có một tương lai tốt đẹp hơn. Vì vậy,Tôi chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy. Hy vọng bạn hiểu. Tôi cũng hy vọng bạn 以后能找到一个让你认为值得的男人，能更加的幸福。我真的不配拥有你这么内秀的女孩和我在一起生活。Tôi cũng hy vọng bạn có thể tìm thấy một trong tương lai, một người đàn ông khiến bạn nghĩ xứng đáng. Tôi có thể hạnh phúc hơn nữa.Anh thực sự không xứng đáng có một cô gái như em sống với tôi. Chào, cố lên. Xây dựng hình
cảm trong lòng thực sự rất khó. Không phải cứ muốn tìm là sẽ tìm được một người phù hợp với mình. Tôi biết bạn khó xử, nhưng tôi thật sự cũng rất lo lắng. 在心里建立感情真的很难，不是想找就能找到适合自己的人。我知道你很尴尬，但我也真的很伤心。那我真的不知道怎么去处理这件事情，我很迷茫。Tôi thực sự không biết làm thế nào để đối phó với điều này. Tôi bối rối. Thật sự, tôi第一次感觉这么迷茫，可能说就像很多人说我的那样，我是一个多情的人，无论我遇到什么样的问题都是我自作自受，我活该呢。Thực sự tôi cảm thấy nó lần đầu tiên quá bối rối, có lẽ giống như nhiều người nói tôi làm, tôi là một người đa tình, bất kể tôi gặp phải loại vấn đề nàotôi tự gây ra và tôi xứng đáng với điều đó. Bạn đừng cảm thấy khó xử nữa. Bây giờ chúng ta về nhà đi. Khi bạn gặp phải khó khăn gì, đừng lo lắng, tôi sẽ luôn ở phía sau ủng hộ và quan sát bạn.别再觉得别扭了，现在我们回家吧。以后你遇到什么困难不用担心，我会一直在后面支持你，看着你。逗号基金干嘛？最近奶奶还有妹妹还好吗？gần đây bà và em gái có ổn không?Họ rất nhớ bạn. Khi nào thì bạn có thể đến nhà tôi chơi nữa. Họ rất nhớ bạn. Khi nào thì bạn có thể đến nhà tôi chơi nữa. Tôi đã giải quyết tất cả mâu thuẫn trong gia đình. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm mẹ và anh chị. Tôi đã giải quyết tất cả các xung đột trong gia đình.Và tôi sẽ thường xuyên đến thăm bà và em gái tôi trong tương lai. Chào mừng. Chào mừng. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Về nhà.